Hôm nay mình hướng dẫn các bạn rút tiền trên một địa chỉ gen nha. Mình có nhận được một đồng gen như tiêu đề app đưa ra không nha mọi người. Trước khi vào video mình sẽ gửi tặng cho 200 người anh em mình đang đăng ký kênh của mình và tất cả các bạn đang xem video của mình. Nếu hay thì đăng ký cho mình một sub, còn không hay thì bỏ qua. Cũng như là động lực cho mình làm video. Xuân đến muôn hoa nở, say khướt cảnh bên hồ, ngựa quen tay hồ lộ, kiêu kỳ chốn lầu cao, hạnh đỏ thơm trong vũ, liễu xanh cuộn trong ca, gió ấm mùi trinh nữ, bồng bềnh mây trôi xa, thuyền hoa mang xuân đến, lòng ta nước mây hồ, mai kia hoa tàn rụng, cảnh cũ càng xót xa. Đầu tiên anh em vào cái app Zin Wallet. Zin Wallet anh em mở app lên, rồi anh em ép vào hình ô vuông. Rồi anh em copy một địa chỉ ví Zin Wallet. Anh em vào tiếp một con quét gen, rồi anh em bắt địa chỉ vô. Rồi anh em trượt. Trượt cho bằng anh em, không bằng là mất trượt lại ạ. Nghe à, vô yêu cầu mình đã chơi được ngày thứ năm rồi, không biết yêu cầu có đúng như một gen không. Nếu đúng một gen thì anh em link hướng dẫn có để phần mô tả đó, còn không được một gen thì anh em không chơi cũng không sao. Rồi Satoshi để xin đến các bạn, rồi để mình trải qua được bao nhiêu Satoshi nha tất cả các bạn. Rồi mình anh em bấm vào cái nút reset nè, nút vuông nè, để nhận được nhiêu nha. Vô vậy là cái app này nó dụ mình anh em ơi. Mình nhận được có 54.505 gen nè. Để mình tìm cách kiếm coi nó có tặng một đồng gen không, rồi mình sẽ làm video sau cho anh em ha. Kênh của mình không có làm event cho anh em là gì, là một lý do. Anh em vô YouTube comment đăng, anh em vào ghi số điện thoại rồi xin thẻ, nhận thẻ cào này nọ tùm lum mà có mấy chục bạn đó. Mà bấm vô YouTube comment thì được có một bạn à, còn mấy người kia không có ấy. Mình cũng không có, nên mình không có làm. Nếu mình có làm thì mình sẽ tặng hết cho tất cả các anh em là mới công bằng. Là lý do mình không có làm event là vậy. Sau này mình rút tiền được mấy con trang web mình đầu tư được thì mình sẽ làm event thật lớn tặng cho các bạn sau. Chứ giờ mình không có, nếu làm event thì các bạn để comment số điện thoại này nọ rồi làm cho mất thời gian anh em thêm. Mình cũng không có thích như làm như các youtuber khác á, làm gì thì mất thời gian quá. Nó cũng là một, cũng hay nhưng cũng một trò chơi cho anh em giải trí, nhưng mà mình làm gì thì sẽ mất thời gian. Vậy video hướng dẫn mình, link hướng dẫn thì để dưới phần mô tả nữa nha anh em. Chứ vậy mình đến đây mình có đôi lời nói với anh em vậy thôi, anh em nào có chơi thì chơi, không chơi thì thôi, mình không ép ai hết. Một gen thì nó được là 3,5 đô nha anh em. Vậy chào tạm biệt anh em, chúc anh em xem video có một ngày vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc trong cuộc sống. Chào tạm biệt.